gian phố Bích Họa Phùng Hưng rực rỡ, cuốn hút với hàng trăm chiếc đèn lồng và những gian hàng đồ chơi đậm sắc màu Trung thu xưa. Mặc dù mẫu mã hầu như không được thay đổi, nhưng đồ chơi truyền thống vẫn là những biểu tượng đem lại màu sắc cho dịp Tết thiếu nhi và tạo nên không khí đặc trưng của Trung thu ngay giữa đời sống hiện đại. Với những người nghệ nhân dành gần trọn đời mình giữ nghề, lan tỏa nghề như bà Tuyến, dường như còn vui gấp bội khi sản phẩm đồ chơi truyền thống đã giành được chỗ đứng của mình. Nhà nước đã bây giờ và các trường học cũng đã mong muốn là tổ chức cho các học sinh về cái đồ chơi dân gian rất là nhiều, cho nên là số lượng hàng thì nhiều lắm, nhưng mà gia đình cũng nó làm theo thợ thủ công cho nên là làm cũng không được bao nhiêu, nhưng mà cũng đã cố gắng hết sức. Muốn lan tỏa tình yêu di sản dân tộc đến với các em thiếu nhi, năm nay Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội đã quy tụ gần 10 nghệ nhân làm đồ chơi dân gian trong không gian mở này. Hôm nay con đã được trải nghiệm làm đèn ông sao và được bà giới thiệu về những món đồ Trung thu mà hồi xưa ông bà và bố mẹ con hay chơi. Con đã được trải nghiệm xem những đồ Trung thu ạ. Và con thấy là nó rất là thú vị ạ. Mong muốn để làm sao để các em sẽ có cái ý thức để bảo tồn những cái giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là cái những cái sản phẩm đồ chơi truyền thống mà của cha ông ta để lại. Lễ hội Trung thu truyền thống diễn ra từ nay đến hết ngày 10 tháng 9, tức ngày 15 tháng 8 âm lịch, còn nhằm phát triển không gian văn hóa mang tính cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và khách du lịch.